Wow. Cộng 20 người lên 30 luôn, chứ 30. Mình là màu xanh lá cây nha, đội quân mình là quân xanh lá cây. Nhân 2 lên luôn, quá bự luôn. Quá to luôn. Cũng ơi, đấu bại, đấu bại đó hết trơn rồi. Ôi, càng ngày càng ít lính vậy. Wow. Chồng bảo vệ đó. Chồng bảo vệ rồi. 1x1. 1x1 bằng mấy? 1x1 bằng 2. Đây, 3 mẹ con, 4 mẹ con. Ôi, rồi, sao lấy không hết, lấy không hết, lấy không hết. Cộng 35 tên thôi, rồi, đúng rồi. Quá rồi. Nhân 2 lên nha. Nhân 2 lên, gấp đôi số lượng, từ 10 nữa. Thì trời ơi. Còn bay mấy bức tường hết luôn, quá dữ. Trời ơi, nhanh cái nữa. Mình đi mà không sắp phố luôn á, quá dữ. Cái dòng rất là to, không biết mình đi tới mức nào nha. Trời ơi, trời còn có một người, một người dẫn vô đến số mấy ta? Nhân 15 mà. Wow, một người một ngựa luôn. Wow, đây, đây. Nhân 2 với cộng 10 cái nào hơn ta? Không biết luôn. Trường 5. Ôi, chân nhỏ vậy. Nhân 2 là... Làm 3 bức tường nhân 2 nữa. Khá bự rồi đó. Trừ 20 đi, chứ còn hơn chia 2. Rồi, tới đích rồi. Màn này vòng tròn nhỏ. Màn này nhỏ quá rồi. Sao cộng kia nó có cộng. Cộng thêm 20. Cộng 20 hả? Yeah. Coi được như 15 nãy không? Trời ơi, không tới 10 à, 10 à. 15 giờ có 10. Ồ, có người màu vàng luôn kìa. Ồ, có người màu vàng nữa. Có lông mày nữa. Không cần người màu vàng. Không mình muốn màu xanh lá là được rồi. Ê, sao nhỏ xíu vậy? Nhỏ xíu, tránh cái đó nè. Ồ, tránh mà nó còn ráng tấn công mình nữa chứ. Rồi, giờ bự ra này đó, nhân 2 cái là ngon rồi. Ok luôn. Trời ơi. Qua đẻ. Tiếp theo. Cộng 20 nữa kìa, trời ơi, đẻ. Wow, cái vòng tròn khổng lồ. Nhân 2 ngon hơn cộng 20 nha. Tiếp theo. Cái vòng bảo vệ xí mũi. 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 2 con số 1. Có người màu tím luôn. Có người màu tím thiệt luôn. Tiếp tục nha các bạn. Người màu tím. Trời ơi, nhân 3 lấy 20. Trời ơi. Ôi, sao giờ có khám rồi vậy? Giỡn quá. Trời ơi, mà chia 2 nữa. Trời đất ơi. Màn này hình như hơi bị ít người nha. Ơi, cái chân lọt hố. Tiếp theo. Sâu. Trời ơi, nhân 2 nè, giờ nhân 2 được chưa? Wow, bây giờ nhân 2 cái nữa đi. Trời ơi, nhưng mà quân lính nó chặn mình rất là nhiều. Quân lính chặn mình, cho nên mình mất hết. Trời ơi, còn cái dòng bé xíu, chắc số 5, số 6, số 7, số 8, số 8. 8. Số 8 nha. Chào. Tiếp tục. Tiếp theo, ôi, mở quà, mở quà. Có kim cương nha. Mở quà. Kim cương. Ôi. Cộng 15 cái đây. Đi thôi, các anh em. Cộng 15 nha các ai. Anh em ơi, đi thôi. Tiếp theo. Anh em ơi. Yeah. Xin chào tất cả các anh em nha. Wow. Nhân 2 luôn. Ôi, dòng bự dữ. Trời ơi, giờ tới chia 2, trừ 20 thôi, trừ 20 thôi. Cái địch đông dữ nha. Trời ơi, không sao, cái này phải tới 15 mới được nha. Phải phá kỷ lục của mình mới được nha. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 10. Trời ơi, chứ có 13. 13 hả? Giỡn hơn nãy đúng không? Nãy 15. Nãy tới 15 hả? Trời ơi. 13 thôi. Mình bố vậy mà. Tiếp theo. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mình năm rồi. Sao giỡn vậy? Chơi giỡn vậy? Ai chơi mà giỡn dữ vậy? Trời ơi. Ôi, đi nguy hiểm nha, đi hình dích dắt nha. Ai chơi mà dở dữ vậy mội? Đây, tiếp theo. Cái này chắc mội chơi chứ không ai hết. Hai cầm máy rồi đó chơi. Rồi, tiếp theo. Cộng 50 rồi, ủa không cộng 50. Gần 2, chứ nhiều vậy. Tiếp theo. Không, này chắc số 3 rồi chứ. Cũng số 5 chứ. Sao, 7 ơi, cũng được số 7 chứ. Không được tới số 7 nha các bạn. Đây, tiếp theo đi. Thế rồi. Mà có ba nát